dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trong mùa dịch Covid-19. Khi mang thai, nhu cầu dinh dưỡng cho bà mẹ cần nhiều hơn mức bình thường. Đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, chế độ dinh dưỡng đúng, đủ sẽ giúp cho bà mẹ có sức đề kháng tốt, tăng cường sức khỏe cho bản thân và giúp bào thai phát triển một cách tối ưu nhất. Sau đây là một số lời khuyên về chăm sóc phụ nữ mang thai trong mùa dịch Covid-19. Bà mẹ mang thai cần được đảm bảo bữa ăn hàng ngày, đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các nhóm thực phẩm dưới đây. Thực phẩm chứa nhiều tinh bột như gạo, ngô, khoai, sắn. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp năng lượng chủ yếu nhất, đặc biệt là giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ, khi nhu cầu năng lượng tăng cao cho sự phát triển nhanh của thai nhi. Thức ăn giàu đạm đến từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại hạt đậu đỗ. Đây là các thực phẩm giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt, cơ thể khỏe mạnh và phòng chống các bệnh nhiễm trùng. Các thực phẩm này cũng đồng thời cung cấp các khoáng chất như canxi, phốt pho, giúp hình thành bộ xương chắc khỏe cho thai nhi, tránh loãng xương cho mẹ, nên chọn nguyên liệu tươi và nấu chín kỹ trước khi ăn. Rau tươi, trái cây tươi các loại là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của bà mẹ mang thai. Chúng không những cung cấp khoáng chất và vitamin giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, các thực phẩm này cũng đồng thời cung cấp nhiều chất xơ có lợi cho chức năng tiêu hóa của bà mẹ. Cần thường xuyên thay đổi đa dạng các loại thực phẩm để vừa cung cấp tốt các chất dinh dưỡng, vừa tạo sự ngon miệng, nhất là khi bà mẹ bị nghén. Tránh ăn các thực phẩm chế biến công nghiệp vì chúng thường chứa các chất không có lợi cho sức khỏe như nhiều đường, muối, chất béo bão hòa và chuyển hóa nhưng ít các khoáng chất, vitamin và chất xơ. Uống nước đầy đủ từ 2 đến 2,5 lít mỗi ngày giúp cho các chức năng chuyển hóa miễn dịch của cơ thể mẹ. Nếu dịch vụ khám thai không bị gián đoạn do dịch bệnh, các bà mẹ cần khám thai định kỳ tại cơ sở y tế để đảm bảo thai phát triển tốt. Cần uống viên sắt, axit folic hoặc viên đa vi chất dinh dưỡng đều đặn hàng ngày theo chỉ dẫn của cán bộ y tế. Đồng thời, các bà mẹ mang thai cần thực hành các biện pháp phòng chống mắc Covid-19 trong mùa dịch, như vệ sinh cá nhân, tăng cường vận động dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng và nước hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế,